Solo bình an các bạn. Ok, đây là một cái video tuyệt vời mà chúng ta sẽ cùng đến với nhau trong cái sáng thế ký chương 9 để ghi nhớ kinh thánh nha. Đây là cái video mà mình nghĩ là rất là đẹp mắt và rất là hay nha các bạn. Thì sáng thế ký chương 9, Đức Chúa Trời bắt đầu và tái thiết lập một thế giới mới khi mà Lô-ê và gia đình con vợ chồng ông cũng như là con dâu đi ra khỏi tàu và bắt đầu một cuộc sống mới, một thế chiến mới. Thì lịch sử trái đất bắt đầu được làm lại từ đầu, và Đức Chúa Trời cũng lập một giao ước khác, một giao ước mới, một giao ước dành riêng cho Lô-ê. Và thứ hai, chúng ta sẽ học về cái câu chuyện về các con trai của Lô-ê. Thì thứ nhất, bây giờ ta vào câu chuyện thứ nhất đi. Ok. Câu chuyện thứ nhất thì Đức Chúa Trời đã sử dụng Lô-ê thay thế chức vụ của ông Adam. Giao ước của Đức Giê-hô-va với ông Lô-ê nó cũng sẽ giống như giao ước mà Chúa giao ước với Adam, đó là các ngươi hãy sinh sản ra nhiều trên khắp mặt đất và cai quản các loài chim trời thú đồng, loài bò sát, loài cá biển, tất cả mọi loài sẽ phải kính sợ các ngươi. Bất cứ một cái loài vật nào di chuyển trên mặt đất và có sự sống trên đất đều phải kính sợ các ngươi. Vậy là cái chức vụ sinh sản và cai quản thì là giống nhau, không có gì khác nhau cả. Thì nó có một cái điều khác như này, đó là cái thời kỳ của Adam. Thời kỳ của Adam là lúc Adam chưa phạm tội, thì Chúa không có lập cái lời này, đó là các ngươi được ăn thịt các loài thú đồng, các loài vật có sự sống đều làm thức ăn cho các ngươi, nhưng các ngươi không được ăn máu. Thì đây là một cái đây là lần đầu tiên Đức Chúa Trời tuyên phán. Đức Chúa Trời nói là con người có được quyền được phép ăn thịt loài vật có sự sống, nhưng không được phép ăn máu, không được phép ăn huyết. Đấy. Đây là lần đầu tiên Chúa phán. Còn trước đó là Adam, Chúa không phán. Adam thì Chúa không phán điều này. Chúa chỉ cho sự cai quản và sinh sản thôi. Không có phép ăn thịt các loài có sự sống. Đấy. Từ sau khi Adam phạm tội thì Đức Chúa Trời bắt buộc phải giết một con chiên để làm áo có lông thú mặc cho họ để che đi cái sự xấu hổ của họ. Họ không phải che bằng lá cây nữa. Thì là từ bắt đầu khi tự họ phạm tội thì là bắt đầu sự chết của các sự sống khác, các sự sống các loài vật khác bắt đầu phải bị đổ máu ra để có một cái huyết rửa tội, để có một cái gì đó làm cái của lễ cho Đức Chúa Trời. Và lúc này là các sự sống trên mặt đất bắt đầu phải chết đi dưới tay của con người. Thì bây giờ đến cái đoạn này là Chúa lập cái giao ước này luôn. Thì Chúa cấm thêm một điều nữa, đó là các ngươi được giết các loài sự sống là các loài động vật thôi, nhưng nếu các ngươi giết loài người thì các ngươi phải đền lại, tức là ai giết người thì sẽ bị Đức Chúa Trời giết lại nha. Ai làm đổ máu người thì Đức Chúa Trời sẽ làm đổ máu lại. Và Đức Chúa Trời cũng chúc phước cho các loài vật sinh sản và gia tăng các bội, cái điều này cũng nói rồi. Đây là cái giao ước nó hơi khác một chút đối với Adam nha các bạn nha. Và thứ hai, chúng ta sẽ thấy là một cái điều tuyệt vời, đó là Đức Chúa Trời lập giao ước với ông Noê và dòng dõi của ông Noê. Đó là dấu hiệu, đó là cái dấu hiệu là Chúa không bao giờ hủy diệt trái đất nữa. Một dấu hiệu là Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ Chúa hủy diệt trái đất hay giết hết loài người trên trái đất nữa. Tức là dòng dõi của ông Noê, tức là chúng ta bây giờ sẽ không bao giờ bị tuyệt diệt, sẽ không bao giờ bị tuyệt diệt. Và Đức Chúa Trời hứa cái điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ sau này không chọn ai, không chọn bất cứ một ai thay chức vụ của ông Noe nữa. Sẽ không chọn bất cứ một ai thay chức vụ của ông Noe để tạo ra toàn thế giới nữa. Ban đầu Đức Chúa Trời đã dùng ông Adam để tạo ra toàn thế giới. Nhưng sau đó thì dòng dõi của ông Adam là phạm tội nhiều quá, thì Chúa đã sử dụng ông Noe. Và sau đó Chúa hứa với dòng dõi ông Noe là Chúa sẽ không bao giờ thay thế cái chức vụ này nữa. Chức vụ này sẽ mãi thuộc về ông Noe, sẽ mãi thuộc về ông Noe thôi. Thì cái dấu hiệu đó là Chúa làm một cái cầu vồng. Chúa đặt cầu vồng để làm dấu hiệu, để làm cái cầu vồng nhé. Bây giờ ta thấy mỗi lần chúng ta thấy mưa xong hai trận mưa to lớn nào, ta thường nhìn thấy cầu vồng. Đấy. Có đôi khi rất hiếm thôi, bởi vì bây giờ chúng ta xây nhà cửa cao tầng quá, đôi khi là hiếm, hiếm khi. Nhưng mà Đức Chúa Trời hứa rồi, mỗi khi ta giăng mây trên bầu trời và cầu vồng xuất hiện trên tầng trời mây, thì ta sẽ ghi nhớ lại giao ước mà ta đã lập với các con cũng như với mọi loài sinh vật xác thịt, thì nước chẳng bao giờ trở thành trận lụt để hủy diệt
mọi loài xác thịt. Một lần nào nữa, khi cầu vồng xuất hiện ở trên tầng mây, ta nhìn xem nó để nhớ lại giao ước đời đời giữa Đức Chúa Trời và mọi loài sinh vật, mọi loài xác thịt trên đất. Đức Chúa Trời lại phán với Noe, đó là dấu hiệu về giao ước mà ta đã lập giữa ta và mọi loài xác thịt. Đức Chúa Trời lại phán, Đức Chúa Trời phán như vậy thì có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ giữ lời hứa của Ngài. Đấy. Tức là cái giao ước này, cai quản sinh sản, cai trị trái đất này không dành cho ai nữa, Noe là người cuối cùng của anh nha. Thì đây là cái điều rất tuyệt vời. Nhưng cái câu chuyện thứ hai, bây giờ chúng ta sang câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ hai này, mọi điều đang rất là tốt đẹp như vậy, nó có một câu chuyện thứ hai này hơi đáng buồn một chút. Đó là các con trai của Noe có một người đã phạm tội bất kính. Thì sau khi ông Noe này ra khỏi tàu, được Đức Chúa Trời hứa như vậy, Đức Chúa Trời chúc phước như vậy, Đức Chúa Trời hứa là ta sẽ làm cầu vồng này, ta sẽ để cho dòng dõi con không bao giờ bị hủy diệt này. Ông sướng quá, sung sướng quá. Thì ông ấy là người trồng nho, ông làm nghề trồng nho, ông sung sướng quá thì ông đã uống rượu. Ông là người trồng nho, tức là người lại là người nông dân. Một người nông dân thì các bạn biết rồi, người nông dân thì đa phần là chất phát thành thật, họ vô tư. Đấy, đúng không? Họ rất là tuyệt vời vì cái tâm trí của họ, các bạn cứ hiểu một người nông dân họ rất là chân chất thật ra. Thì ông này uống rượu, vui sướng quá thì đã uống rượu, chú hứa như vậy là uống rượu. Đấy. Cái việc uống rượu thì nó chưa hẳn là sai. Được chưa? Uống rượu nó chưa hẳn là sai vì cái rượu này nó là rượu từ nho thôi. Các bạn đã nhỉ? Vì ông này trồng nho, rượu này là rượu từ nho thôi. Thì rượu từ nho thì cũng phải cũng có men say rồi. Cái vấn đề là say thì nó lại vấn đề là say nó xảy ra việc luông thuồng quá, đúng không? Say ông ấy đã làm một cái việc, đó là ông ấy lõa lồ lõa thể nu đe luôn đấy. Đấy, tức là không có một cái mảnh vải trên thân chẳng hạn. Đấy, kiểu như vậy thì ông đã làm vật ra và ngủ với cái tình trạng như thế. Đấy. Thì cái vấn đề là như thế này, nó thể hiện là một cái sự, có thể là ông ấy vui vẻ quá, hay là ông ấy đã có về, hay là ông ấy đã đánh mất bản thân mình trong cái lúc là say rượu, ai biết gì, đúng không? Thì không biết là vấn đề gì. Đấy. Mà ông đã bị như vậy, không biết là vợ ông nuôi đã đi đâu. Đấy, vợ ông nuôi đã làm gì. Đó, cái việc uống rượu này đã xảy ra như thế nào, hay là ông nuôi này uống rượu với những ai, ai đã cùng uống rượu với ông ấy. Tại sao đây là chỉ có một mình ông uống rượu và say vào lõa thể thôi, cái này không hiểu, đúng không? Mình không hiểu cái vấn đề như này. Nhưng mà ông ấy là người đầu tiên và dùng nho để làm rượu, uống rượu và đã say mềm. Say mềm cái gì? Thế nhưng cái vấn đề ở đây nó uống rượu say hay như nào không quan trọng. Quan trọng là ông này bị lõa thể. Lõa thể không quan trọng, các bạn nhỉ? Lõa thể thực ra nó không quan trọng. Ai từ có lúc phải lõa thể thôi. Đối với Chúa đấy, thì Chúa nhìn chúng ta lúc nào cũng lõa thể. Lúc nào Chúa nhìn chúng ta cũng trần trụi cả thôi. Trước mặt Chúa đấy, trước mặt Chúa đấy, thì ngay cả đến cái tâm trí người ta nghĩ gì nó cũng trần trụi trước mặt Chúa, chứ đừng nói là cái xác thịt này. Thế nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là, thì ông nuôi có một người con tên là Cham. Người con tên là Cham này là đi bóc mẽ bố. Người con tên là Cham này là đi nói xấu bố. Người con tên là Cham này là người không biết che đậy sự xấu hổ của bố mình. Người con tên là Cham này không biết che giấu đi, không biết bảo vệ bố mình, không biết bảo vệ cái uy danh, cái tôn nghiêm của bố mình. Người con tên là Cham này là phạm tội bất kính. Đã phạm tội bất kính các anh chị em nha. Bằng cách ông này đi khoe với mọi người, đi khoe với gia đình, đi khoe với hai người anh em còn lại, đó là ô cha chúng ta đã uống rượu, đã say mềm, đã không biết gì cả và làm trần truồng giữa trại mình. Cái điều này nó có thể là sự vô tình, sự ngây thơ của một chàng thanh niên chẳng hạn, hay là nó chỉ là một cái sự vô tư gì đó, nhưng mà nó thể hiện một sự ngốc nghếch rồi. Ông cha này nó là thể hiện sự bất kính, có thể là vô tình bất kính, nhưng mà nó cũng đã là cái tội. Và cái tội này đặc biệt đó là ông Noe lại không tha thứ cho con trai mình. Ông Noe không hề tha thứ cho con trai mình, và ông Noe bắt đầu rủa xả và nguyền rủa cho con trai mình. Và ông nguyền rủa cho cháu nội của mình là con trai ruột của Cham, đó là Canaan. Và chúng ta thấy là vùng đất Canaan sau này bị người Do Thái, tức là người của Israel chiến đánh và cướp lại. Thì đây là một cái lời rủa xả mà mình không muốn đọc lên, các bạn có thể mở cái thánh ra và đọc. Thì mình thấy như thế này,
Thì đó là trong cuộc sống này, chúng ta là người con cái, ta sẽ có bài học ở đây là chúng ta không nên nói xấu bố mẹ mình, không nên trách oán trách bố mẹ mình, không nên nói là bố mẹ mình đã đối xử với mình như thế này, bố mẹ mình đã làm điều này điều kia, không nên bóc mẽ bố mẹ mình với người khác, thậm chí là với người thân trong gia đình, bạn thấy không nhỉ? Vì đấy là một sự bất kính, và các bạn khi các bạn bất kính ấy thì không tốt, đó là nó thể hiện một đứa con không có hiếu đạo. Thì đây là cái bài học thứ nhất. Một đứa con hiếu đạo thì phải biết cam chịu, biết cam nhận, biết đón nhận dù là bố mẹ mình trần truồng, nó ăn lồ xấu hổ, ăn xin ăn mày, đói khổ, bố mẹ mình là cái tầng lớp thấp xã hội, bố mẹ mình là một gã lông dân thật thà dốt nát, bố mẹ mình là một người như thế nào, bố mẹ mình là một người như thế nào, thì hãy nhớ này, họ vẫn là bố mẹ của mình, mình phải tôn kính họ, mình phải hiếu kính họ, bạn hiểu không nhỉ? Dù họ là người như thế nào phải hiếu kính họ. Đừng nói là ôi rồi bố mẹ tôi như thế, bố mẹ tôi đối xử tôi như thế, bố mẹ tôi không ra gì, bố mẹ tôi là người ít học, bố mẹ tôi, các bạn bóc mẽ điều đấy để làm gì? Để người ta cười chê bố mẹ các bạn à? Các bạn như thế là các bạn không được. Đó, đây là một cái bài học này rất là tuyệt vời. Đây là bài cực kỳ tuyệt vời. Một đứa con hiếu đạo hay không, không phải là có thắp hương nhiều hay không nhá, không phải là thờ cúng nhá, không phải là khóc to khi bố mẹ nó chết đâu. Khi mà bố mẹ còn sống đấy, các bạn đối xử như nào, các bạn cho ông bà ấy những điều gì, các bạn đi nói xấu, các bạn đi bóc mẽ, các bạn đi vạch trần, đi vạch trần bố mẹ mình, các bạn đi tố cáo bố mẹ mình với người khác để các bạn vinh dự hơn à, để các bạn có được một cái sự khen ngợi hơn à, ý là mình giỏi hơn bố mình à, hay mình hơn à, đấy là chỉ thể hiện sự bất hiếu thôi các bạn nha. Thế đây là cái bài học thứ nhất. Cái bài học thứ hai là các bạn phải tập sự che đậy, sự tha thứ cho bố mẹ mình, tha thứ, che đậy, giúp đỡ, lấp liếm đi, bôi xóa đi cái lỗi lầm của cha mẹ mình, giống như Sem và Japheth đã lấy áo choàng trên vai mình, đấy, đã lấy cái áo choàng vắt trên vai mình rồi đi thụt lùi và che nấp cho bố mẹ mình. Lúc đó thật các bạn này, Lôi là người được Đức Chúa Trời thay thế chức vụ của Adam, Lôi là người Đức Chúa Trời cho, nào Đức Chúa Trời thay thế chức vụ của Adam, là người rất tuyệt vời trước mắt Chúa, họ rất tuyệt vời nhưng mà vẫn có điểm xấu. Thì bố mẹ các bạn chắc chắn nó sẽ có điểm xấu. Các bạn nhớ điều này. Một người tuyệt vời như Lôi sống giữa một cái đại dân, một cái thế giới, Chúa không chọn ai, chỉ chọn Lôi thôi. Mà người tuyệt vời như thế này còn có điểm xấu, còn có điểm luông tuồng, còn có điểm chưa được, đúng không? Thì bố mẹ các bạn cũng vậy thôi, bố mẹ các bạn cũng vậy thôi. Nên các bạn phải học cách của Sem và Japheth. Nếu như ai nói xấu về bố mẹ các bạn phải lập tức lấy áo và đắp cho bố mẹ các bạn, lấy áo khỏa lấp cho bố mẹ các bạn, lấy áo choàng cho bố mẹ các bạn. Hãy che đi sự xấu hổ của bố mẹ các bạn, hãy che đi sự yếu kém của bố mẹ các bạn. Đấy, người ta đánh giá các bạn qua bố mẹ các bạn đấy. Các bạn đối xử bố mẹ các bạn như thế nào, cho bố mẹ các bạn những điều gì để người ta đánh giá thằng đấy là có tốt không, con đấy nó có là đứa ngoan hiền hay không. Các bạn ơi, đây là một điều bài học thứ hai. Học cách tha thứ, học cách yêu thương, học cách che lấp, học cách chăm sóc, học cách che đi sự xấu hổ của bố mẹ mình. Đây là một điều rất quan trọng, rất nhiều người không làm được điều này. Đâu có các bạn, rất nhiều người không làm được điều này đâu. Họ chỉ sống cho bản thân họ thôi và họ nói là ô bố mẹ ngày xưa có giúp tôi gì đâu. Họ vô ơn như vậy, họ bất hiếu như vậy đấy. Đó là các bạn, đây là một điều rất là hay. Hãy học làm cách làm sao để con đứa con có hiếu đi. Hãy học cách để làm sao nào trở thành đứa con có hiếu đi. Hãy nhớ điều này. Đây là một điều cực kỳ quan trọng. Che giấu cho bố mẹ mình, che giấu bố mẹ mình. Bởi vì có một câu nói rất hay như thế này: người nhà các bạn, người sinh thành các bạn, bố mẹ các bạn là người yêu thương các bạn nhất, là người đẻ ra các bạn. Mà các bạn không bảo vệ, mà các bạn không chăm sóc, mà các bạn không quan tâm, mà các bạn đối xử ngược đãi, thì trên đời này còn ai các bạn có thể đối xử tốt với họ nữa? Bố mẹ các bạn nói các bạn không còn đối xử tốt được thì trên đời này còn ai? Còn ai các bạn có thể đối xử tốt với họ nữa? Bây giờ các bạn nha, hãy nhớ lời này, và đây là bài học,
và đây là bài học mà Lộc và các bạn phải thật sự chú ý. Rồi, bài học thứ ba, nếu như các bạn đã làm cha mẹ thì không nên làm cái chức vụ của đôi. Đó là khi ông tỉnh rượu rồi thì ông rủa xả con cái mình. Bố mẹ lại đi rủa xả con cái thì Lôi cũng có một cái điều sai ở đây, đó là Lôi đã không tha thứ cho con mình. Con của ông đã phạm một tội, đó là bất kính, bất hiếu. Cứ cho là như vậy đi, nhưng ông lại không tha thứ. Ông lại không tha thứ. Ở đây câu chuyện này nhá, không liên quan gì Chúa cả. Câu chuyện này không liên quan gì Đức Chúa Trời ở đây cả. Đức Chúa Trời không can thiệp vào câu chuyện này, mà câu chuyện này là câu chuyện gia đình của Lôi thôi. Các bạn nhớ nhá. Đây câu chuyện gia đình Lôi. Nhưng mà câu chuyện này là gia đình một người thì đi bóc mẹ bố mình, không bất hiếu với bố mình, còn người bố thì lại không tha thứ cho con mình, không tha thứ cho con mình, và sau này nó chính là sủa xả Lôi này đã xảy ra rất là nhiều điều. Các bạn sẽ học trong các chương tiếp theo. Thế nên là Lộc nói các bạn, nếu như các bạn làm cha mẹ làm được Đức Chúa Trời đã cho các bạn được kết hôn, thì các bạn hãy trân trọng hôn nhân của mình. Khi các bạn sinh con cái ra, các bạn phải nhớ đó là nguồn phước Đức Trời. Nếu như các bạn rủa xả cái nguồn phước Đức Trời ban cho các bạn thì các bạn dở rồi. Ở đây Lôi có đến ba người con trai, thì ông ấy rủa một người, ông chúc phước cho hai người. Điều đây mình không xét đoán về cách nào mà Lôi, có thể đây cũng là một sự trừng phạt để cho chúng ta biết rằng bất hiếu nó là cái tội lớn như thế nào, bất hiếu là cái tội mà sẽ gây ra cái hậu quả như thế nào, rất là kinh khủng như thế nào, để ông ta có thể sửa dạy. Thế nhưng mà Lộc khuyên các bạn là nên tha thứ. Và đôi khi các bạn ấy, và nhớ là con cái các bạn đôi khi nó chẳng làm cái gì cả, nó chẳng phạm một cái tội gì với các bạn, nhưng các bạn vẫn hay thường rủa xả nó. Ví dụ như mẹ Lộc vẫn từng nói với Lộc là thôi con ơi, xem đứa nào nó xấu được, nó không ra gì cũng được, lấy vợ đi, cho có vợ là được. Đấy là một lời rủa xả đấy. Thực ra đấy là một lời khuyên, nhưng mà thực ra nó lại là một lời rủa xả. Các bạn ạ, bây giờ mình cưới nhau, yêu nhau đấy, hay lấy vợ thì phải lấy một người phụ nữ yêu mình đấy. Đấy vì một tương lai, chứ không phải là cứ xem đứa nào cũng nào lấy là được. Đấy là suối lấy vợ thôi, chứ không phải là một lời chúc phước. Và đấy có thể nó là một lời rủa xả. Đấy, vì bố mẹ không chúc phước cho mình cái điều tốt, không nói cái điều tốt cho mình, thì có thể là đấy nó không phải một lời rủa xả. Và tất cả chúng ta này thường có rất nhiều cái lời rủa xả cho con cái mình. Đấy, cái loại như mày nhưng mà lấy chó, đấy là cái câu nói rất là kinh khủng nhá các bạn nhá. Đấy là một loại câu nói rất là vứt đi, không có giá trị gì cả. Nhưng mà nói, người ta thường nói để cho vui, nhưng mà nó lại vô tình là sự chúc phước nhá. Và nó có thật các bạn này, những cái người nào mà hay nói câu đấy thì các bạn đừng nên gọi mở cho họ để họ nói. Ví dụ như họ thích nói những câu nói như thế thì các bạn đừng nói chuyện với họ nhiều. Nên là trong cuộc sống này là các bạn nhớ này, có rất nhiều người rủa xả con cái mình. Đây là điều vô cùng ngốc nghếch. Đấy, Đức Chúa Trời đã cho các bạn hôn nhân và kết hôn, sinh ra con cái. Và con cái, Đức Chúa Trời nói là con cái là nguồn phước của Đức Giê-hô-va. Con cái là nguồn phước Đức Trời ban cho họ, mà chúng ta lại rủa xả con cái mình thì dở rồi. Chúng ta bị dở rồi. Đấy, nếu chúng ta rủa xả con cái mình rồi. Và thật ra đấy này, đôi khi có những đứa con nó phạm tội ấy, thì chúng ta đánh mắng trách mắng nó thì là một điều thôi, nhưng mà ta không nên rủa xả nó. Nhưng mà tôi thấy này, có rất nhiều người con cái họ chẳng phạm cái tội gì cả, những đứa con cái họ rất tốt lành, rất vui vẻ, nhưng họ lại đi rủa xả con cái của họ. Thực ra nó chỉ là những lời vô tình hoặc lời nói vui thôi, nhưng mà lại dùng cái lời nói vui đấy trong lúc rủa xả. Nhưng mà trong lúc lời nói vui đấy thì lại có những lời rủa xả. Ví dụ như nói về cái việc hôn nhân của chúng nó thì các bạn lại nói là ôi cái loại này nhưng mà lấy ai đấy, hai mấy tuổi chưa lấy vợ này là ế rồi. Cho nên như vậy là các bạn đã nói những lời rủa xả như vậy thì chết rồi, các bạn chết rồi, các bạn dở rồi. Các bạn nói như vậy thì các bạn đang làm cái tương lai của nó dở rồi, tương lai của các con cái của bạn nó bị mất sự chúc phước rồi. Câu nói vui nó có thể là nó không để tâm đến, nhưng mà đôi khi nó lại trở thành một cái lý do. Vì các bạn lặp đi lặp lại câu nói vui đi nhiều quá, nó trở thành một cái lý do, nó là ăn vào tiềm thức. Các bạn ấy rất là nguy hiểm nha. Nên là đừng nói là rủa xả cho con cái các bạn. Đấy, nó có phạm tội gì đâu, mà nó có phạm tội cũng nên tha thứ cho nó. Các bạn hiểu nhỉ? Và nó nói cho các bạn này, khi các bạn gặp một người cha, người mẹ, mà hay là một người bề trên các bạn mà thường nói là rủa xả, có sự chúc phước ấy, tốt nhất là lánh xạo đi. Nếu là bố mẹ các bạn này thì tốt nhất là bạn ít nói chuyện với họ đi. Đấy, và nói những cái chuyện gì nó không liên quan, nó không liên quan với, để cho họ không có thể nào chúc phước, mà không thể nào rủa xả được thì hơn. Để cho họ không thể nói ra một cái lời rủa xả nào thì hơn. Đấy. Và hướng dẫn họ những cách chúc phước, cách nói là chúc phước. Đấy. Chứ để đừng để họ nói ra lời rủa xả, và đặc biệt là đừng cãi nhau với mẹ mình. Đừng cãi nhau với mẹ mình, có lỗi và lập tức xin lỗi ngay. Nhá.
có lỗi ở đầu tư tín ngưỡng này và tính toán mua quà đấy, tính toán cho tiền bố mẹ, tính toán chúc phước cho bố mẹ thì bố mẹ từ lập tức sẽ chúc phước cho chúng ta rồi, vì họ vui họ sẽ chúc phước chúng ta. Có đôi khi chúng ta bảo ôi giời bố mẹ em ta phải chúc phước chúng ta chứ, bố mẹ ta phải yêu thương ta chứ, bố mẹ ta phải chịu trách nhiệm với chúng ta chứ, tại sao chúng ta lại phải lịnh nọt? Không phải lịnh nọt các bạn nhá, không phải lịnh nọt, không phải lịnh nọt, mà chúng ta muốn làm vui lòng bố mẹ ta, thể hiện một đứa con có hiếu, và khi đó chúng ta sẽ nhận được cái niềm vui của sự chúc phước. Niềm vui chúc phước nó đến một cách tự nhiên. Đây là cái điều cái mẹo mình chia sẻ với các bạn. Và nếu các bạn làm cha làm mẹ nhớ đấy, đừng rủa thả con cái mặc dù nó phạm tội đấy. Và trong câu nói của anh bình thường, con câu nói bình thường đấy, trong lúc vui vẻ hay trong bất cứ lúc nào không được phép rủa thả con cái, nói lời vui vẻ cũng không được nói à, chúng ta không được nói những câu như vậy, hay là loại mày mà làm được mà ăn cơ. Ô thì câu nói như vậy thì các bạn dở rồi, các bạn dở rồi, các bạn nói những con cái như vậy thì rất là vô cùng cay, nó rất là kinh khủng. Bạn có thấy câu nói mình vừa nói lại đấy có kinh khủng không? Cho nên là phải trong danh Chúa Jesus Christ chặt đứt tất cả câu nói kinh khủng như vậy, chặt đứt tất cả câu nói vô tri vô giác như vậy, đặt đứt tất cả câu nói nó không có sự chúc phước như vậy, tất cả câu nói có sự rủa thả như vậy. Và trong bài học này các bạn hãy ăn năn, nếu các bạn có lời nói là bất kính, có tất cả những điều gì hành động gì bất kính với mẹ mình, Chúa tha thứ cho con, giúp đỡ cho con à, xin Chúa ngài ban với bố mẹ con cũng tha thứ cho con, và rồi sự rủa thả sẽ không còn đến cho đời sống con, mà chúc phước đến cho đời sống con, và Chúa ngài giúp đỡ cho con biết từ lai, biết bảo vệ bố mẹ mình, biết che đậy cái sự dâu hố bố mẹ mình, biết bảo vệ, biết nói tốt, biết chúc phước bố mẹ mình để rồi con nhận được sự chúc phước. Ở đây là cái bài học mà mình chia sẻ trong cái phần kinh thánh này. Và chi tiết cuối cùng các bạn phải nhớ là Lô-ê sống được 950 năm tuổi, 950 năm tuổi tức là sống được 350 năm sau khi trận lụt kết thúc, vì lúc ông 600 tuổi thì là lúc trận lụt bắt đầu mà, đúng không ạ? Thì cái tuổi thọ của ông Noe lúc này nó gần tương đương với tuổi thọ của ông Adam, gần tương đương với tuổi thọ ông Adam, nó thể hiện là sự tái lập mới rất là tuyệt vời ở đây rồi nha. Thì cái đây là một cái câu chuyện gia đình, là câu chuyện quan trọng nhất trong bài học này. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Chúa ở cùng các bạn và Chúa dạy dỗ các bạn cũng như dạy dỗ lòng. Hẹn gặp lại các bạn. Goodbye.